đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi. Tình dù chưa phai không chân được tứ ly, ai biết đời mãi sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi phai. Xót xa từng kỷ niệm đầy vơi, lòng mình muối sát sao không mặn người ơi. Trách nước còn đây em đâu rồi, ngăn cách phương trời. Tình trong tan trọn đời riêng mang. Xin mến chào tất cả các bác. Thì hôm nay em xin test một bộ dàn cho một anh ở Mỹ Đình, Hà Nội. Anh lấy của em một bộ dàn rất nhiều thiết bị các bác nha. Các bác cùng đeo tai nghe để mà thẩm âm một cách tốt nhất. Bộ dàn này thì cho anh số điện thoại là 1147. Anh Diến. Anh ấy lấy của em một cục đẩy P7000S, một JBL712, một EX3000-1231 và một DSP8000 các bác nhé. Tất cả được bảo hành 12 tháng các bác nhé. Thì giá thì anh ấy không muốn ghi giá ở đây. Thì bây giờ sẽ test. Các bác vừa đã nghe thấy em test tiên mic rồi, bây giờ em test nhạc các bác nhé. Rất là mạnh luôn. Đôi JBL712. Cho to tí nữa. Một bộ cấu hình như thế này thì ghép rất là dễ. Từ vang xuống lọc, rồi lọc xuống nâng, nâng xuống cục đẩy. Cái này thì em đã có rất nhiều các video hướng dẫn ghép nối rồi. Không có gì phải khó khăn nữa. Cái này rất là đơn giản. Cứ ao của cái vang thì xuống in của cái lọc, ao của lọc thì xuống in của nâng. Cứ in ao của cái vang thì xuống in của lọc, còn ao của lọc thì xuống in của nâng, ao của nâng thì xuống in của cục đẩy. Vậy là xong, chỉ cần chỉnh cục đẩy cứ để mức này và chỉnh trên vang là ok. Đi với bộ này thì em có tặng anh một chiếc mic có dây các bác nhé, một chiếc mic có dây. Đây, ai mua bộ dàn biên thắng cao điêu cũng sẽ được tặng một chiếc mic có dây các bác nhé. Đấy, rất là chất lượng. Mic này thì cực kỳ bền. Rồi ok. Cảm ơn anh Diến đã ủng hộ em. Bộ dàn thì bây giờ em sẽ đóng hàng và chuyển cho anh ngay bây giờ đây. Chào tất cả các bác. Hẹn các bác ở những clip lần sau.